cho đơn vị phát hành Galaxy Samsung đến cho từng thành viên trong ekip sản xuất phim Kiều. Xin mời anh chị ạ, xin mời anh Nguyễn Ngọc Nam và bà Võ Thùy Trang.
mấy mà em lại là thứ hai trời. Xin cùng chào đón nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền. Khán giả của Việt Nam sẽ yêu quý bộ phim Kiều cũng như
giống như là yêu quý những diễn viên trong đoàn làm phim như vậy. Anh hãy vô luôn, anh hãy vô tắm được 4-5 người. Rồi, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, ok. Và ngay bây giờ đây, Ngọc Diễm xin được trân trọng mời lên sân khấu ông Nguyễn Ngọc Nam, tổng giám đốc công ty Yến Sào Trường Sa, đại diện cho nhà đầu tư, và bà Võ Thùy Trang, đại diện cho đơn vị phát hành Galaxy. Xin lên sân khấu và đồng hành cùng đoàn lưu diễn đến cho từng thành viên trong ekip sản xuất Kim Kiều. Xin mời anh chị ạ, xin mời anh Nguyễn Ngọc Nam và bà Võ Thùy Trang. Cho Ngọc Diễm hỏi là bác Phi Tiến Sơn, bác con đang ở đây không ạ? Linh vô chụp luôn rồi Linh. Ok. Anh Linh vô chụp luôn rồi chụp đứng kế. Kính thưa quý vị, khi mà nói đến một và kết quả của Hành Thành thì chúng ta chỉ có phút 5 giây để nói hết câu là bộ phim đã hoàn thành. Tuy nhiên, để bộ phim đã hoàn thành thì chắc chắn đó là một khoảng thời gian rất dài, được tính bằng nhiều tháng, thậm chí là cả năm của ekip. Và ekip đã hoạt động rất là tương đảo để đối phó, vừa đối phó với tình hình dịch bệnh, vừa đối phó với thiên tai và cũng như là những khó khăn trong quá trình sản xuất. Và ngay bây giờ đây, để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành viên trong ekip làm phim, những người đã nỗ lực để bộ phim. Xin được mời bác giả kịch bản phim đạo diễn nhân ảnh nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn. Bác Trang ơi, bác đang ở đâu vậy ạ? Và tiếp theo xin được mời điều hành sản xuất anh Trần Vũ Ngọc. Xin được mời nhà quay phim Quyết Trần và đàn nhân Thành Toại. Xin được mời nhà thiết kế trang phục Thủy Nguyễn. Xin được mời hóa trang Nguyễn Kim Lân. Xin được mời sự giúp hộ kỳ hôm nay từ phần âm nhạc, từ phần hình ảnh, đến phần sản xuất hậu cần, phần biên kịch cho đến cả linh hồn của bộ phim. Một lần nữa hãy chúc mừng cho họ và mong rằng họ sẽ được rất là nhiều tình cảm khán giả khi bộ phim được công chiếu. Xin cảm ơn ekip, xin cảm ơn đoàn làm phim và mời các anh chị chúng ta cùng tiến về phía dưới ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và Ngọc Diễm cũng xin được mời quay trở lại sân khấu nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn, chị Mai Thu Huyền và nhà điều hành sản xuất anh Trần Vũ Lộc. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời các anh chị cùng quay trở lại vị trí khán giả và rất là mong chờ. Và bây giờ anh Hà ơi, em xin mời anh quay trở lại sân khấu. Anh có thể là đây ạ, xin mời quay trở lại sân khấu. Bởi vì với vai trò là nhà đầu tư thấy ở cánh bên tay phải của Ngọc Diễm đó là một tập gồm 22 thẻ. Những diễn viên
sinh trong bộ phim Điện ảnh của Trang Kiều có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Họ mong muốn được gửi lời tri ân đến từng quý vị, những người đã luôn động viên tổ diễn viên, tổ sản xuất và đã cùng theo dõi hành trình của Kiều từ những lúc là thai nghén kịch bản đến lúc mà sản xuất, và đến bây giờ là sẽ được theo dõi thành tựu này, những nỗ lực của đoàn làm phim trong những ngày vừa qua. Và kính thưa quý vị, khi mà nhắc đến tên của chị Mai Thu Hiền thì chúng ta đều nghĩ ngay đến một người phụ nữ rất là nhạy bén và tài năng. Và khi mà chị bắt tay vào làm bộ phim Kiều thì Diễm chỉ nghĩ rằng chị sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư, nhà sản xuất. Nhưng mà cách đây vài tiếng, Diễm rất là may mắn là cùng với bao giới đã được xem qua bộ phim này và thấy rằng là chị Mai Thu Hiền không chỉ dừng lại ở đó mà còn tham gia với một vai trò trong phim, một vai trò rất là quan trọng và cũng rất là dữ dằn. Cho phép được tiết lộ như vậy ha. Và chị Huyền ơi, chị có muốn chia sẻ với mọi người những lời đầu tiên trong buổi premiere này, cũng như tiết lộ một chút xíu về vai diễn của chị, vai diễn mà chị đã giấu đằng sau vai của Trí Kiều cũng như là vai Hạnh Thương không ạ? Trước hết thì xin được thay mặt cho khi đoàn Trang Kiều, Mai Thu Huyền xin được gửi lời chào trân trọng cũng như lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị đang hiện diện có mặt tại đây ngày hôm nay. Các quý vị là những khán giả vô cùng đặc biệt, khán giả vô cùng yêu thương, và chúng tôi mong muốn quý vị sẽ là những người đầu tiên để hưởng các bộ phim điện ảnh của Trang Kiều mà ekip của chúng tôi đã ấp ủ cũng như là đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Và chắc chắn là để có thể thực hiện bộ phim này, Mai Thu Huyền phải cảm ơn rất nhiều người. Xin được cảm ơn những nhà đầu tư đã cùng đồng hành với Tinh Quang Media để sản xuất bộ phim trong một cái giai đoạn Covid tài chính vô cùng khó khăn. Xin được cảm ơn những đơn vị nhà tài trợ, những đơn vị hỗ trợ, những đối tác bảo trợ truyền thông, những đơn vị đã đồng hành với chúng tôi từ khắp mọi miền. Chúng tôi quay bối cảnh phim này ở tại 6 tỉnh thành Huế, Hà Nội, Huế, Phú Thọ, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh, thì bất kỳ đi đâu chúng tôi cũng được nhận cái sự hỗ trợ vô cùng quý báu. Và đặc biệt là cảm ơn những diễn viên tuyệt vời. Thực sự Mai Thu Huyền lần đầu tiên trong vai trò đạo diễn thì cảm thấy mình vô cùng may mắn khi mình có thể sở hữu được một dàn diễn viên rất là tuyệt vời như thế này, có những cái gương mặt gạo cội như cô Lê Khanh, chị Phương Thanh, Hiếu Hiền, và một dàn diễn viên trẻ rất là tài năng như là Cao Thái Hà, chị Nguyễn Duyên, Lê Vi và Lê Thu An. Và chúng tôi có lẽ là không muốn nói nhiều, muốn để cho quý vị vào xem phim và sẽ thưởng thức cái tác phẩm này cùng những cái tâm huyết mà chúng tôi đã dành suốt trong một cái thời gian rất dài vừa qua. Và Mai Thu Huyền xin được chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, một bộ phim được lấy cảm hứng từ Triệu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Và mong rằng khi mà quý vị xem bộ phim này xong thì hãy giúp chúng tôi chia sẻ, review để làm sao cho thật là nhiều những cái khán giả trên khắp cả nước có thể đến ủng hộ cho bộ phim. Và đây cũng là một cách mà tạo ra một cái hướng mới cho chúng ta trong những nhà sản xuất phim, để chúng ta có thể khai thác từ những cái tác phẩm văn học rất là nổi tiếng để làm chất liệu cho những cái bộ phim điện ảnh hấp dẫn. Mai Thu Huyền xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Cảm ơn những chia sẻ của chị Mai Thu Huyền.